Tiêm liều vaccine thứ tư chưa chắc chống được Omicron. Xuân vận bắt đầu giữa lúc Omicron lan rộng, Trung Quốc cảnh giác cao độ. Bất chấp đại dịch, nhu cầu của Trung Quốc đối với tôm hùm Mỹ vẫn không suy giảm. Báo Hồng Kông, quan chức Trung Quốc bất ngờ ú ớ rồi ngã quỵ khi đang phát biểu. Triều Tiên chỉ quan tâm vaccine Pfizer hoặc Moderna. Giữa căng thẳng với phương Tây, Nga dục dịch tập trận chung với Belarus. Ông Lưu Bình Nhưỡng, chính quyền dựa vào luật nào khóa cổng nhà có người xa quê về cách ly? Làm luật trên nỗi thống khổ của tài xế, chủ hàng là tội ác. Xin kính chào quý khán thính giả, sau đây là những nội dung chi tiết bản tin tổng hợp trưa ngày 18 tháng 1 của DKN TV. Tiêm liều vaccine thứ tư chưa chắc chống được Omicron. Thưa quý vị, Trung tâm Y tế Sheba của Israel đã thử nghiệm tiêm mũi nhắc lại thứ hai, tức liều vaccine thứ tư, cho các nhân viên của mình với vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna. Giờ đây, họ đang nghiên cứu tác dụng của liều vaccine bổ sung thứ hai này ở những người được tiêm, có đối chiếu với một nhóm chưa được tiêm liều bổ sung thứ hai. Theo bà Julie Rijep Yoche, giám đốc của khoa bệnh truyền nhiễm, liều vaccine bổ sung thứ hai làm tăng số lượng kháng thể, mức kháng thể thậm chí cao hơn một chút so với lượng kháng thể ghi nhận sau liều thứ ba. Tuy nhiên, nó dường như vẫn không thể giúp người được tiêm không bị nhiễm biến thể Omicron. Bà Gilly nói, những gì chúng ta biết hiện nay là lượng kháng thể là cần thiết để bảo vệ cơ thể, chứ không giúp cơ thể không nhiễm biến thể Omicron, ngay cả khi đó là loại vaccine tốt. Đây là lần đầu tiên trên thế giới, một nghiên cứu dù chỉ là sơ bộ và chưa được đăng trên tạp chí khoa học đưa ra kết luận này. Hiện nay, trước làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron gây ra, nhiều nước đã cho phép tiêm vaccine liều thứ ba, bắt đầu từ người già, người có hệ miễn dịch suy yếu và lực lượng tuyến đầu. Dù vậy, các chương trình bổ sung, đặc biệt là liều thứ tư, đã vấp phải sự hoài nghi của một số chuyên gia về việc liệu có nên tiến hành tiêm liều vaccine bổ sung hay không và mức độ rộng rãi ra sao vì cứ vài tháng lại tiêm cho cả thế giới là không khả thi. Mới đây, Cơ quan Y tế châu Âu EMA cảnh báo, việc tiêm liều tăng cường vaccine COVID-19 mỗi 4 tháng một lần sẽ không khả thi vì thuốc có thể gây tác dụng phụ làm suy yếu hệ miễn dịch. EMA khuyến nghị các quốc gia nên kéo dài khoảng thời gian giữa các mũi tiêm, có thể làm theo chiến lược chủng ngừa bệnh cảm cúm là tiêm trước mùa đông hàng năm. Thông tin do EMA đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia đang cân nhắc tiêm liều tăng cường thứ hai cho người dân để chống lại biến chủng Omicron. Đầu tháng này, Israel là nước đầu tiên thực hiện tiêm mũi 4 cho người trên 60 tuổi. Vương quốc Anh thì nhận định mũi 3 đã cung cấp đủ bảo vệ, hiện tại chưa cần đến mũi 4. Cách đây một tuần, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi rằng việc tiêm nhắc lại các liều vaccine COVID-19 hiện nay không phải chiến lược khả thi để chống lại Omicron, mà cần một loại vaccine mới hoặc cập nhật để chống lại sự lây lan quá nhanh của biến thể này. Xuân vận bắt đầu giữa lúc Omicron lan rộng, Trung Quốc cảnh giác cao độ. Thưa quý vị, hàng loạt các thành phố Trung Quốc siết chặt các biện pháp kiểm dịch trong bối cảnh xuân vận bắt đầu giữa lúc biến chủng Omicron lây lan mạnh. Giới chức Trung Quốc lo ngại Omicron với khả năng lây lan cao làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch khi người dân nước này đang lên kế hoạch cho hàng trăm triệu chuyến đi trong dịp Tết Nguyên đán. Trong thông báo đưa ra cuối tuần trước, các thành phố như Lạc Dương ở miền Trung, Yết Dương ở miền Nam Trung Quốc yêu cầu các du khách phải khai báo với chính quyền địa phương, chủ lao động hoặc khách sạn 3 ngày trước chuyến đi của họ. Thành phố Ngọc Lâm cho biết, người dân tới đây phải điền vào một tờ khai trực tuyến, liệt kê đầy đủ thông tin về tình trạng sức khỏe cũng như chi tiết về chuyến đi trước một ngày. Tuần qua, thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thâm Quyến liên tục phát hiện các ca nhiễm Omicron trong cộng đồng. Thành phố Mai Châu ở tỉnh Quảng Đông cũng ghi nhận một ca mắc Omicron có liên quan tới ổ dịch ở Chu Hải. Cho tới nay, có ít nhất 5 tỉnh và thành phố của Trung Quốc có ca bệnh Omicron ngoài cộng đồng, trong khi 14 khu vực cấp tỉnh ghi nhận ca nhiễm Omicron nhập cảnh. Trung Quốc cho tới nay vẫn kiên quyết theo đuổi chiến lược không COVID-19 và chưa cho thấy dấu hiệu sẽ từ bỏ hướng tiếp cận này. Chiến lược này thậm chí còn được thắt chặt hơn nữa khi Olympic mùa đông 2022 đang tới rất gần. Một số địa phương kêu gọi người dân không rời khỏi nơi sinh sống nếu không có lý do thực sự cần thiết. Hàng chục chuyến bay quốc tế và nội địa gần đây cũng đã bị đình chỉ. Hôm 16 tháng 12, Trung Quốc báo cáo 163 ca COVID-19 trong cộng đồng, tăng gần gấp 3 lần so với 65 ca được ghi nhận một ngày trước đó. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn khi Bắc Kinh có lịch sử che giấu dịch bệnh. Số ca bệnh được công bố chủ yếu do các trường hợp được ghi nhận ở Thiên Tân và An Dương, nơi biến chủng Omicron đang lây lan mạnh. Giới chức hai địa phương này mới đây ban hành quy định hạn chế di chuyển trong và ngoài thành phố. Bất chấp đại dịch, nhu cầu của Trung Quốc đối với tôm hùm Mỹ vẫn không suy giảm. Thưa quý vị, trong khi chuỗi cung ứng và thương mại quốc tế bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của virus corona,
nhu cầu của Trung Quốc đối với tôm hùm Mỹ không có dấu hiệu giảm trong năm nay. Nhu cầu đối với tôm hùm Mỹ ở Trung Quốc tăng mạnh trong những năm 2010 do tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng, đặc biệt là trong lễ hội mùa xuân khi nó trở thành một món ngon phổ biến. Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021, xuất khẩu tôm hùm của Mỹ sang Trung Quốc đã vượt quá 6 triệu kg, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước đó. Trao đổi với hãng tin AP, ông Bill Bruns, giám đốc của The Lobster ở Maine, cho biết, dịch bệnh bùng phát khiến việc vận chuyển tôm hùm sống ra nước ngoài trở nên khó khăn hơn, nhưng các nhà xuất khẩu tôm hùm ở Maine đang chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Công ty hiện không thể giao tôm hùm sống đến Bắc Kinh do các hạn chế của virus corona, nhưng vẫn có thể giao tôm hùm sống đến các sân bay ở các thành phố khác của Trung Quốc, bao gồm cả Thâm Quyến. Trung Quốc mua tôm hùm của Mỹ và Canada. So với năm 2020, xuất khẩu tôm hùm của Canada sang Trung Quốc trong tháng Trung Quốc mua tôm hùm của Mỹ và Canada. So với năm 2020, xuất khẩu tôm hùm của Canada sang Trung Quốc trong 11 tháng đầu năm 2021, thậm chí còn vượt qua cả Hoa Kỳ. Ông John Sexton, một nhà phân tích ngành và là người sáng lập trang seafoodnews.com cho biết. Theo ông Sexton, có những dấu hiệu cho thấy đây sẽ là mùa cao điểm của doanh số bán tôm hùm và Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh cũng có thể giúp ích. Năm 2020, ngành công nghiệp tôm hùm Hoa Kỳ phải đối mặt với những thách thức vì đại dịch, nhưng cuối cùng đã mở ra một mùa xuất khẩu cao điểm. Giá trị xuất khẩu mặc dù thấp hơn kỷ lục năm 2018 cũng đạt hơn 100 triệu đô la Mỹ. Báo Hồng Kông, quan chức Trung Quốc bất ngờ ú ớ rồi ngã quỵ khi đang phát biểu. Thưa quý vị, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, gọi tắt là Chính hiệp lần thứ 5, đã khai mạc vào sáng ngày 16 tháng 1 tại Đại lễ đường Nhân dân thành phố và một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Tờ The Tsingtao Daily, Hồng Kông cho biết, vào lúc 9 giờ sáng khi đang phát biểu báo cáo công việc, Chủ tịch Chính hiệp Trùng Khánh, ông Vương Quýnh bất ngờ ngất xỉu. Tờ này mô tả, các nhân viên và những người quay phim xung quanh phản ứng khá chậm, từ lúc ông ấy ú ớ không nói nên lời đến khi ngã quỵ kéo dài ít nhất từ 5 đến 8 giây, nhưng không ai chạy lên dìu. Báo Hồng Kông đã liên hệ với một số thành viên Chính hiệp Trùng Khánh, những người tham gia cuộc họp qua video, nhưng tất cả đều nói rằng họ không nhìn thấy cảnh tượng đó. Tuy nhiên, theo tờ này, hình ảnh từ đài truyền hình Trùng Khánh ghi lại cho thấy, lúc này ống kính máy quay đang hướng vào dãy bàn chủ tịch với nhiều quan chức cấp cao thì tông giọng của ông Vương Quýnh bắt đầu chậm dần rồi mất tiếng. Ngay sau đó, hội trường vang lên một tiếng hét thất thanh. Những người ngồi ở dãy bàn chủ tịch đồng loạt đứng dậy nhìn về phía bục phát biểu. Video bị gián đoạn từ lúc đó. Chương trình thời sự địa phương tối qua cũng không phát sóng hình ảnh hội nghị mà chỉ đơn giản nêu thông tin về hội nghị. Đáng chú ý, khi phiên họp tiếp tục vào buổi chiều, báo cáo chính thức không đề cập đến danh sách quan chức tham dự. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc cũng không đề cập đến sự cố này. Được biết, vị quan chức Trung Quốc này sau đó đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, nghi do liên quan đến bệnh tim mạch. Triều Tiên chỉ quan tâm đến vaccine Pfizer hoặc Moderna. Thưa quý vị, tờ Jung An Anbo của Hàn Quốc gần đây dẫn lời một nguồn tin cho biết Liên Hợp Quốc đã thảo luận với Triều Tiên về việc hỗ trợ vaccine vào năm ngoái. Cơ quan này bày tỏ sẵn sàng cung cấp cho Triều Tiên 60 triệu liều. Khác với lần trước thẳng thừng từ chối vaccine Sinovac của Trung Quốc, lần này Triều Tiên có thái độ tích cực với vaccine của Mỹ. Họ chủ động hỏi liệu đó có phải là Pfizer hay Moderna. Theo báo cáo, các quan chức Liên Hợp Quốc đã liên lạc với Triều Tiên thông qua các kênh ở New York vào tháng 10 và tháng 11 năm ngoái và bày tỏ sẵn sàng cung cấp 60 triệu liều vaccine trị giá khoảng 120 triệu đô la Mỹ. Báo cáo cho biết, sau khi các quan chức Liên Hợp Quốc liên lạc với đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, ông Kim Sung nói rằng ông sẽ báo cáo với Bình Nhưỡng và hỏi loại vaccine là Pfizer hay Moderna. Nhưng nguồn tin cho biết, Liên Hợp Quốc vẫn chưa quyết định cung cấp thương hiệu gì. Thái độ của Triều Tiên đối với việc Liên Hợp Quốc tặng vaccine lần này hoàn toàn trái ngược với trước đây. Báo cáo cho biết, Triều Tiên đã tỏ ra thờ ơ với vaccine AstraZeneca của Anh và vaccine Sinovac của Trung Quốc mà tổ chức này có thể cung cấp trong quá khứ. Được biết, chương trình phân phối công bằng vaccine COVID-19 COVAX của WHO đã phân phối hơn 8,11 triệu liều vaccine của AstraZeneca cho Triều Tiên vào năm ngoái, nhưng Triều Tiên không chính thức phản hồi và tỏ thái độ tiêu cực khi tiếp nhận. COVAX đã phân phối 2,97 triệu liều vaccine Sinovac của Trung Quốc cho Triều Tiên vào tháng 8 cùng năm, nhưng Triều Tiên thiếu quan tâm và đáp lại một cách lạnh lùng rằng chúng có thể được phân phối cho các nước có dịch bệnh nghiêm trọng. Các nhà phân tích Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên dường như quan tâm hơn đến vaccine được sản xuất tại Mỹ. Reuters trước đó đã trích dẫn một báo cáo từ Viện Chiến lược An ninh Quốc gia, một cơ quan gián điệp của Hàn Quốc, nói rằng Bình Nhưỡng ít quan tâm đến vaccine của Trung Quốc do lo ngại về hiệu quả của nó. Nhật báo Jung An đề cập rằng Park Ji-won, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc, tháng trước cho biết nếu Hoa Kỳ tích cực hỗ trợ Triều Tiên bằng vaccine của Mỹ, nó sẽ trở thành động lực để trao đổi với Triều Tiên.
Tuy nhiên, Triều Tiên đã thử tên lửa 4 lần từ đầu năm đến nay, hành động khiêu khích ngày càng leo thang. Mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng căng thẳng, nên vẫn chưa biết liệu Mỹ có thể đạt được sự hỗ trợ vaccine cho Bình Nhưỡng hay không. Giữa căng thẳng với phương Tây, Nga dục dịch tập trận chung với Belarus. Thưa quý vị, theo Guardian, ngày 17 tháng 1, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko thông báo quân đội nước này sẽ tập trận chung với lực lượng của Nga vào tháng tới. Cuộc tập trận chung quân sự mang tên United Resolve diễn ra trong bối cảnh Nga đang tập hợp lực lượng dọc biên giới phía đông Ukraine. Một số video được Belarus đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các phương tiện pháo binh và quân sự của Nga đã bắt đầu di chuyển trên các toa tàu phẳng thuộc sở hữu của công ty đường sắt quốc gia. Một số nhà phân tích quân sự cho rằng Nga có thể đưa các lực lượng của họ xuyên Belarus trong trường hợp thực hiện một cuộc tấn công trên diện rộng và khiến các tuyến phòng thủ của Ukraine phải căng mình đối phó vì hai nước có biên giới dài gần 700 dặm. Song một số nhà phân tích khác cho rằng Belarus sẽ không đóng vai trò quan trọng nếu Nga-Ukraine xảy ra xung đột. Hiện Mỹ và các nước châu Âu cáo buộc Nga đưa quân gần Ukraine nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ, nhưng Moscow đã bác bỏ, thậm chí cáo buộc ngược Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã tìm cách đưa vũ khí tới sát biên giới của Nga. Ngoại trưởng Đức bà Annalena Baerbock hôm 17 tháng 1 trong một cuộc họp báo cho biết bà hy vọng căng thẳng có thể được giải quyết bằng ngoại giao, đồng thời cảnh báo Nga sẽ phải trả một giá đắt nếu tấn công Ukraine. Ông Lưu Bình Nhưỡng, chính quyền dựa vào luật nào để khóa cổng nhà có người xa quê về cách ly? Thưa quý vị, những ngày qua, việc gần 30 hộ dân ở xã Thiệu Phú, Thiệu Hóa, Thanh Hóa đã bị chính quyền địa phương khóa cổng nhà để phòng COVID-19 thu hút sự chú ý của dư luận. Đây là những gia đình có người từ vùng dịch cấp độ 3, vùng cam và cấp độ 4, vùng đỏ về quê ăn Tết. Sau khi có phản ánh, huyện Thiệu Hóa đã yêu cầu xã mở hết số khóa cửa. Giới chức huyện khẳng định huyện không chỉ đạo xã nào khóa cổng của gia đình có người đi làm ăn xa về cách ly ở nhà. Anh Nguyễn Xuân B, trú ở xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng cũng phản ánh bố mẹ anh và hai con nhỏ đã bị chính quyền địa phương thôn Cao Bạt Lụ, Nam Cao, Kiến Sương, Thái Bình khóa trái cửa nhà từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 1 với lý do gia đình có người cách ly, theo dõi y tế tại nhà. Trao đổi với phóng viên Doanh nghiệp và Tiếp thị, ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, không chỉ ông mà nhiều cử tri cũng gọi điện liên hệ bày tỏ bức xúc về việc này. Theo ông Nhưỡng, việc chính quyền địa phương khóa cổng nhà có người dân trở về từ các vùng cấp độ 3-4 phòng COVID-19 là để lo xa nhưng lại phản cảm và không đúng quy định của pháp luật. Ông Nhưỡng nói, anh chỉ cần đến nhắc nhở hay có biển treo thể hiện nhà có người cách ly tại nhà phòng dịch COVID-19 chứ cần gì phải khóa cổng nhà người ta. Tôi muốn hỏi chính quyền địa phương dựa vào quy định của luật nào cho phép đi khóa cổng nhà dân như vậy. Chúng ta đang sống trong thời đại văn hóa, nhà nước pháp quyền phải xử sự theo văn hóa, theo đúng pháp luật. Phó Ban Dân nguyện cho hay, khi khóa cổng nhà người dân như vậy, chính quyền có chịu trách nhiệm khi chẳng may nhà người dân đó có ai bị bệnh bất ngờ như trụy tim hay tai biến phải cấp cứu ngay sẽ xử lý như thế nào hay không? Ông nói, những người ra lệnh khóa cửa phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình và những người đến khóa cửa là có dấu hiệu vi phạm các quyền về tự do cư trú và đi lại của người dân, dấu hiệu xâm phạm chỗ ở trái phép của người dân. Việc khóa cửa như vậy vừa thiếu văn hóa, vừa vi phạm pháp luật. Còn luật sư Nguyễn Thế Truyền, giám đốc công ty luật hợp danh Thiên Thanh, Hà Nội cũng nêu rõ, việc chính quyền một số địa phương khóa cổng nhà người dân rồi cho rằng để phòng chống dịch COVID-19 là hành vi thái quá, không phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 128. Theo luật sư, Nghị quyết 128 thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do dịch bệnh. Luật sư Truyền cho biết, như vậy, việc cần làm của chính quyền địa phương ở đây là cần kiểm soát hiệu quả, xây dựng, chuẩn bị hệ thống y tế cơ sở để đảm bảo điều trị kịp thời cho người dân, hạn chế thấp nhất ca tử vong, chứ không phải khóa cửa nhà dân lại. Việc làm này rõ ràng không đúng tinh thần Nghị quyết 128 và thực tế, tôi theo dõi pháp luật cũng không thấy quy định nào cho phép khóa cửa như thế. Luật sư Nguyễn Đức Long ở Hà Nội nêu, Hiến pháp năm 2013 quy định, công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở và tự do đi lại, cư trú trong nước. Quyền của công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia và sức khỏe của cộng đồng. Trên thực tế, cơ quan có thẩm quyền chỉ được phép hạn chế quyền của người dân bằng các chế tài hành chính hoặc hình sự như bắt giữ, cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc xuất cảnh, tịch thu phương tiện, tài sản, phạt tiền, v.v. Do đó, theo luật sư Lâm, việc khóa cửa là không đúng luật và dù việc khóa cửa được người dân chấp thuận thì cũng không được vì vi phạm nguyên tắc người dân được làm những gì pháp luật không cấm, còn cơ quan nhà nước được làm những gì pháp luật cho phép. Phần cuối chương trình, mời quý vị đến với bài viết
làm luật trên nỗi thống khổ của tài xế và chủ hàng là tội ác. Thưa quý vị, thông tin về việc xe xuất khẩu nông sản bị làm luật bán lốt tới 300 triệu đồng như phản ánh của báo Giao thông thực sự khiến nhiều người cảm thấy choáng váng. Trong bài viết được đăng tải trên báo này sáng nay, ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng việc làm luật trên nỗi thống khổ của tài xế và chủ hàng là tội ác. Theo ông Thanh, qua hơn 2 năm dịch bệnh hoành hành, doanh nghiệp vận tải nói riêng và doanh nghiệp nói chung đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, không ít trường hợp đã rơi vào kiệt quệ. Bởi thế, số tiền 300 triệu đồng là quá lớn và thật sự khó hiểu khi nhiều chủ hàng vẫn chấp nhận nổi con số này. Việc ùn tắc hàng nông sản tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc là vấn đề rất nóng từ mấy tháng qua. Vậy nhưng chính trong lúc nước sôi lửa bỏng, chính phủ thì tất bật tìm cách tháo gỡ, lại xảy ra câu chuyện trục lợi, làm tiền trên sự thống khổ của các tài xế, chủ xe và chủ hàng. Nhiều xe chờ thông quan cả tháng không được, đã buộc phải quay về, bán đổ bán tháo hoặc đổ bỏ, gây lãng phí và thiệt hại không kể xiết. Cũng do ùn tắc mà trái cây của các nhà vườn, chủ vựa không thể lên biên giới, bán rẻ như cho cũng không có người mua. Ông Thanh lưu ý, đến nay có 3 đối tượng bị bắt, nhưng dư luận hoàn toàn có quyền nghi ngờ rằng hai cán bộ hợp đồng kia không phải là những người duy nhất liên quan đến tiêu cực. Bởi với quy trình chặt chẽ, có sự tham gia của nhiều lực lượng, thì hai viên chức hợp đồng kia làm sao có thể qua mặt được cả một dây chuyền. Vì thế dư luận trông đợi vụ việc sẽ được làm đến nơi đến chốn chứ không phải chỉ dừng ở đây. Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng nhấn mạnh, đây không những là hành vi vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức của cán bộ thực thi công vụ, lợi dụng ùn tắc cửa khẩu để làm tiền trên nỗi thống khổ của tài xế, chủ xe, chủ hàng, đó thực sự phải gọi là tội ác. Cùng quan điểm, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho rằng đây là hành vi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn thể hiện sự thất đức của các đối tượng liên quan. Báo Giao thông dẫn lời ông Vân nói, trong khi người dân và doanh nghiệp như ngồi trên đống lửa vì gặp khó khăn trong việc xuất khẩu sang bên kia biên giới, thậm chí phải đổ bỏ nông sản, thiệt hại lớn về tiền bạc, thì những đối tượng này lại có hành vi táng tận lương tâm, bóc cả xương tủy của người dân và doanh nghiệp. Hành vi trục lợi trên sự vất vả, khó khăn của người dân như thế này cần phải xử lý nghiêm, cần thiết phải coi đây là tình tiết tăng nặng của hành vi phạm tội. Ông Vân cũng cho biết, sự việc này khiến ông liên tưởng đến vụ việc công ty Việt Á đẩy giá test kit mà Bộ Công an đang điều tra. Theo ông, dù ở hai lĩnh vực khác nhau, nhưng vụ Việt Á và vụ này có cùng điểm chung là các đối tượng đều lợi dụng sự khó khăn của nhân dân để trục lợi cho bản thân. Ông Vân nói, bắt người dân và doanh nghiệp phải nộp hàng chục triệu đồng, thậm chí là hàng trăm triệu đồng thì quả thật là ăn trên xương tủy của họ. Trước đó vào ngày 14 tháng 1, xác nhận với báo chí, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi đưa và nhận hối lộ liên quan đến vụ dàn xếp ưu tiên cho xe hàng xuất khẩu qua biên giới Lạng Sơn với giá từ 200 đến 300 triệu đồng một xe. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt tạm giam, khởi tố bị can Lâm Văn Hưởng, 39 tuổi, Nông Tuấn Anh, 30 tuổi, cả hai đều là cán bộ đội trật tự đô thị huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về hành vi nhận hối lộ và Đinh Văn Thìn, 44 tuổi, ở thành phố Lạng Sơn về hành vi đưa hối lộ. Mới đây khi được báo chí hỏi có tồn tại một đường dây trong vụ việc này hay không, Chủ tịch Lạng Sơn, ông Hồ Tiến Thiệu nói rằng cần chờ kết quả của cơ quan điều tra. Còn theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, nếu không được báo chí phát hiện thì việc làm luật như thời gian qua sẽ trở thành chuyện đương nhiên phải chi của các nhà xe và chủ hàng. Báo Giao thông dẫn lời ông Hải nói, trong tình huống này có câu chuyện lúc làm giá cao lên thì mới lộ, chứng tỏ từ trước đến giờ vẫn có tồn tại. Nhưng nếu mức giá vừa phải thì buộc nhà xe chấp nhận và không nói gì. Nó xuất phát từ các vấn đề liên quan đến hải quan, biên phòng cho đến ban quản lý. Thưa quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên SafeChat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Mục tin tổng hợp trưa của DKN TV đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.